Thưa quý vị, nhằm hạn chế người dân sử dụng các phương tiện giao thông cá nhân, phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố, góp phần chống ùn tắc giao thông, xây dựng trật tự văn minh đô thị. Những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã triển khai hệ thống xe buýt công cộng, đầu tư xây dựng 775 điểm dừng đỗ xe, trong đó có 202 nhà chờ, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi và an toàn hơn. Tuy nhiên, hiện nay một số trạm chờ và các điểm dừng xe buýt trên địa bàn thành phố bị người dân lấn chiếm, không chỉ cản trở việc dừng đón trả khách mà còn gây mất mỹ quan đô thị. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Đây là một trong những điểm dừng đón trả khách tại trạm chờ xe buýt trên đường Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Điểm dừng trước trạm chờ xe buýt này bị người dân chiếm dụng để đổ xe. Việc đổ phương tiện cá nhân vào điểm dừng, trạm chờ xe buýt không những vi phạm về giao thông mà còn gây ách tắc giao thông, đồng thời cản trở, gây nguy hiểm cho xe buýt trong quá trình đón trả khách tại điểm dừng và ảnh hưởng đến hành khách khi tham gia sử dụng xe buýt. Là một nhân viên thường xuyên chọn phương tiện công cộng để đi lại, anh Đoàn Thế Bảo, phường Hòa Thuận Tây cho biết. Hiện tại thì có nhiều nhà chờ là bị lấn chiếm vỉa hè, cũng như là cảnh quan thì sẽ ảnh hưởng. Là một người dân thành phố Đà Nẵng, tôi cũng nghĩ là thành phố Đà Nẵng nên có phương án để dọn dẹp sạch sẽ quanh khu vực chờ của người dân để làm cho cảnh quan đẹp hơn. Theo quan sát của chúng tôi, bên cạnh việc đổ khá phổ biến trên điểm dừng đón trả khách dành cho xe buýt, nhiều trạm chờ xe buýt cũng bị chiếm dụng để làm chỗ chứa hàng hóa, tập kết các thùng rác, bao rác gần trạm chờ xe buýt gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến sức khỏe của người ngồi chờ đi xe buýt. Nhà tôi ở Hòa Khánh Nam, mỗi lần đi về là ra ngay chỗ bến xe buýt mình là ngồi chờ, thì một đống rác là nằm chỗ đi, một đống rác là kể từ là mấy giờ đây? Cỡ 11 giờ là tôi thấy đống rác là từ đây này quăng hết trên cả cái đống chỗ đi. Mà chỗ đi họ ngồi chờ với lại khách du lịch họ đi quanh đây là thấy là mắt thẩm mỹ viện, mắt thẩm mỹ của đường phố. Trong thời gian qua, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã phối hợp với Trung tâm Điều hành Đèn tín hiệu Giao thông và Vận tải Công cộng thường xuyên kiểm tra tình hình vi phạm xe cá nhân đổ trên vạch dừng xe buýt tại các điểm dừng, trạm chờ xe buýt trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng như tăng cường an toàn việc đón trả hành khách đúng nơi quy định. Thế nhưng, tình trạng vi phạm vẫn còn tái diễn. Trước tiên là cái việc mà có phương tiện vi phạm đầu đổ trên cái vạch dừng đón trả khách của xe buýt, thì ngoài cái việc xử lý tại hiện trường thì Thanh tra Sở cũng có dán thông báo để xử lý người trên một số điểm dừng đón trả khách của xe buýt nhá, thì vẫn có cái tình trạng là để hàng hóa rác gây mất mỹ quan đô thị và môi trường. Thì ngoài cái tuyên truyền nhắc nhở thì Thanh tra Sở cũng có tiến hành phối hợp với chính quyền địa phương để mà tiến hành nhắc nhở xử lý đối với các trường hợp mà xả rác hoặc là buôn bán tập kết hàng hóa dưới lòng đường. Để hệ thống xe buýt công cộng của thành phố Đà Nẵng hoạt động đảm bảo các tiêu chí đã đề ra là thân thiện, hiện đại, thuận tiện, an toàn nhằm mang đến cho người dân thành phố và du khách trong ngoài nước một dịch vụ giao thông công cộng tiện lợi, an toàn và chất lượng nhất. Bên cạnh việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm các điểm dừng, trạm chờ xe buýt thì cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trong cộng đồng về việc chung tay giữ gìn trật tự vệ sinh môi trường, văn minh đô thị, văn hóa giao thông tại các điểm dừng, trạm chờ xe buýt trên địa bàn Đà Nẵng.